Chào tất cả mọi người. Thì để cảm ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua đối với điện tử Minh Thư có YouTube là Minh Thư Electronic. Thì hôm nay mình làm clip này để chia sẻ với các bạn một cái tài khoản mà chắc cũng nhiều bạn mong muốn có được. Thì cũng hy vọng là sử dụng tài khoản này thì các bạn chỉ dùng, đừng có share cho người khác dùng, cho nhiều bạn bè dùng, nhưng mà đừng có thay đổi thông tin hay là như thế nào đó. Thì cái này thì mình nộp phí hàng tháng để sử dụng, thì chia sẻ cho mọi người cùng dùng. Thì mong là mọi người đừng có chiếm làm riêng của mình. Ok, đó là tài khoản mình đang nói tới, là cái tài khoản nhạc của tôi. Đó, nhạc của tôi VIP. Ở đây thì mình sẽ đưa trực tiếp cái tên đăng nhập và cái mật khẩu cho các bạn. Thì hy vọng là mọi người nhớ là chỉ được nhập vào và sử dụng nha, đừng có đổi gì hết nha. Thì ở đây bây giờ mình sẽ đăng xuất ra. Đây nè, các bạn nhìn thấy đó. Thì hiện tại mình các bạn nhìn thấy trong cái avatar thì nó có cái mũ VIP trên đầu đó, cái logo đó. Bây giờ mình sẽ đăng xuất ra và đăng nhập lại cho các bạn cùng xem. Mình đăng xuất nha. Rồi ở đây. Bây giờ ở đây mình sẽ đăng nhập lại. Và sau khi đăng nhập thì mình sẽ cài một số cái tính năng. Trước tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cái phần VIP nó như thế nào. Đây nha, nhạc của tôi VIP. À, mình sẽ đăng nhập nha. Nó bảo đăng nhập trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đăng nhập nha. Phần NZT ID thì các bạn nhập cho mình là Minh Thư Electronic nha. Ok. Thì ở phần mật khẩu thì các bạn nhập cho mình là điện tử Minh Thư. Các bạn quan sát kỹ nha. T U M I N H T H U đó. Không dấu nha các bạn. Các bạn để ý nhiều lúc mình để phông chữ tiếng Việt xong rồi mình nhập thì nó hiện dấu ngầm ở bên trong, mình không để ý đó. Ok, bây giờ mình đăng nhập nha. Rồi, nó báo đăng nhập thành công. Đó. Ở đây thì đặc quyền nhạc của tôi VIP thì nó hiển thị cho các bạn này, âm nhạc đỉnh này. Các bạn được nghe nhạc chất lượng cao và không có quảng cáo, là tải nhạc chất lượng cao luôn, không giới hạn đó gì đó. Thì các bạn sử dụng thì nhớ cho mình đừng có đổi, đừng có thay đổi gì hết nha. Rồi ở đây thì mình sẽ thiết lập một số các chức năng. Các bạn bấm vào cài đặt này. Ở đây các bạn chọn chất lượng này. Nếu bình thường thì các bạn không thể chọn chất lượng nghe nhạc 320 đâu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn 320. Và chất lượng đồng bộ nhạc thì các bạn nên chọn lossless. Với những máy nào các bạn có bộ nhớ thấp đó thì nhanh hết dung lượng thì các bạn chọn 320 hoặc 128 thôi. Vậy các bạn sử dụng nhạc lossless thì nó rất là tốn dung lượng đó. Nhưng mà âm thanh nó sẽ chất lượng tốt hơn nha. Ok, ở đây đồng bộ thì mình cho tự động đi đó. Thì như vậy thì mình sẽ nhắc lại cái tài khoản là tên đăng nhập thì các bạn nhập Minh Thư Electronic, không giấu hết nha. Thì phần mật khẩu thì các bạn nhập cho mình điện tử Minh Thư. Rồi, ok. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì chúc các bạn đăng nhập thành công. Và nếu thích thì các bạn hãy like cho video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.